Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng đề án bảo đảm an toàn giao thông trên đường cao tốc nhằm tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tai nạn giao thông đối với cấp đường hiện đại, nhưng còn tồn tại khá nhiều bất cập. Đề án sẽ đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng mặt đường. Mặt đường cao tốc phải đảm bảo quy định về độ bằng phẳng để các đơn vị quản lý căn cứ kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp không đảm bảo. Về hệ thống biển báo, theo Bộ Giao thông Vận tải, đối với các vùng có sương mù, cần có bảng điện tử để lái xe nhận biết. Còn đối với đề xuất cắm biển báo hạn chế tốc độ 60-80 km/h trước các trạm thu phí thì không cần thiết, chỉ nên có biển thông báo giảm tốc độ để tránh phương tiện phải giảm tốc đột ngột. Hiện cả nước có 13 tuyến cao tốc đã hoàn thành và đưa vào khai thác với chiều dài 745 km. Dự kiến đến năm 2020, cả nước sẽ có khoảng hơn 2.000 km đường cao tốc. Tỷ lệ tai nạn giao thông trên đường cao tốc chiếm khoảng 12,9% các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tuy chiếm tỷ lệ ít hơn so với quốc lộ, nhưng mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc thường rất lớn.